trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. NATO đề nghị Ukraine huy động thêm lực lượng. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tờ Financial Times tiết lộ, Mỹ đã kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV từ Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga có nguy cơ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Những cảnh báo lặp đi lặp lại như trên từ Washington đã được chuyển tới các quan chức cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine SBU và giới lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR. Một nguồn tin cho hay, Nhà Trắng ngày càng thất vọng trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở lưu trữ trên khắp miền tây nước nga làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của nga. washington cũng lo ngại rằng nếu ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở của nga, trong đó có nhiều cơ sở cách biên giới hàng trăm km, nga có thể trả đũa bằng cách tấn công cơ sở à tầng năng lượng mà phương tây đang phụ thuộc vào. trong đó có đường ống cpc vận chuyển dầu từ kazakhstan thông qua nga đến thị trường toàn cầu và được nhiều công ty phương tây, trong đó có exxonmobil và chevron sử dụng. một phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia mỹ nhấn mạnh chúng tôi không khuyến khích hoặc làm cho xảy ra các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên của SBU từ chối bình luận, còn các quan chức GUR và văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không trả lời yêu cầu bình luận. Bà Helima Krop, từng là nhà phân tích tại Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, gần đây lưu ý rằng Ukraine đã cho thấy họ có thể tấn công hầu hết cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu ở miền Tây của Nga, khiến khoảng 60% xuất khẩu của nước này gặp rủi ro. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21 tháng 3 đã nhận định không có khả năng Mỹ sẽ đồng ý với đề xuất của Ukraine hạ trần giá dầu Nga bởi lẽ điều này sẽ gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Mỹ. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Mỹ và các nước EU đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt nhằm hạn chế nền kinh tế của Nga, trong đó bao gồm việc áp đặt mức trần giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cuối năm 2022 đã kêu gọi áp đặt giới hạn trần chỉ từ 30 đến 40 đô la Mỹ mỗi thùng. Bất chấp các lệnh trừng phạt, năm ngoái kinh tế Nga tăng trưởng mạnh ở mức 3,6%, Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới với rất nhiều bạn hàng. Phát biểu trong một bài phỏng vấn vừa được đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ukraine đang cố gắng thuyết phục Mỹ hạ giá trần đối với dầu của Nga xuống 30 đô la Mỹ một thùng. Theo ông, điều này là không khả thi và Mỹ khó có thể ủng hộ bởi việc hạ trần như vậy sẽ có tác động nghiêm trọng đến cả thị trường dầu mỏ toàn cầu và nền kinh tế Mỹ. Liên quan tới Ả Rập Xê Út, ông Lavrov cho biết những năm 1980, Mỹ đã gây áp lực rất lớn với Hạ viện nước này để giảm giá dầu nhằm làm suy yếu Liên Xô. Tuy nhiên, ông đánh giá hiện nay Ả Rập Xê Út đang theo đuổi một chính sách tự chủ để không quốc gia nào có thể can thiệp được. Ông Lavrov cũng nhận định, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có thể hấp thụ nguồn cung dầu từ nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+. Cộng, đồng thời cho biết Nga đã tăng gấp đôi lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ cho các nước châu Phi kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho rằng Ukraine cần huy động thêm tân binh để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Cụ thể, Đô đốc Rob Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho biết Ukraine không chỉ cần liều đạn, xe tăng và xe bọc thép mới, mà còn cần binh lính mới để bù đắp cho những người đã tử trận và bị thương, và sau đó mới nói về việc huy động. Theo Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược thì Ukraine phải cung cấp nhân lực. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Power được đưa ra trong bối cảnh ông dẫn đầu phái đoàn quân sự NATO đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao về ngoại giao, quốc phòng và thảo luận về vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Đô đốc Rob Power tuyên bố quan hệ NATO và Kiev ngày càng được thắt chặt khả năng tương tác cũng dần cải thiện. Ông nhấn mạnh các đồng minh của Ukraine không nên quá bi quan về khả năng đẩy lùi quân đội Nga, đồng thời hối thúc chuyển giao nhanh chóng các gói viện trợ quan trọng. Cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chỉ huy quân sự của nước này đã đề xuất huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 tân binh cho quân đội Ukraine. Động thái này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, nước này sẽ cần thêm 500 tỷ hryvnia, 13,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ đề xuất huy động quân cho năm 2024. Và ông muốn biết thêm thông tin chi tiết về kế hoạch của quân đội Ukraine trong giai đoạn sắp tới của cuộc xung đột. Ở diễn biến khác, trước đó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan lập luận rằng nếu nhìn vào tổng số viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đó là lượng vật chất đáng kinh ngạc được chuyển giao với tốc độ, quy mô vượt xa kỳ vọng của Kiev. Ông cũng nói thêm rằng Mỹ trước đó vẫn có khả năng bổ sung cho Ukraine những vũ khí mà Kiev đang tìm kiếm. F-16 là một trong số đó. Tuy nhiên, ông giải thích rằng, dù Mỹ sẵn sàng cung cấp máy bay phản lực, nhưng thách thức thực sự mà Ukraine phải đối mặt là không có nhiều phi công có khả năng lái những chiếc máy bay đó, và Kiev không có đủ phi công được đào tạo để vận hành loại tiêm kích này. Theo trang thông tin quốc phòng ANSF, lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ ước tính lửa phi công Ukraine đầu tiên sẽ tốt nghiệp khóa huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 5 năm nay. Theo tờ Independent của Anh, ngày 21 tháng 3, Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa khi họ nhằm vào các mục tiêu ở khu vực hậu cứ của nhau. Trong những ngày gần đây, cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng chuyển từ chiến trường trên bộ sang tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của nhau. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã thả 200 quả bom dẫn đường kể từ đầu tháng này xuống khu vực Sumy ở phía đông bắc. Trong khi, trong cuộc tấn công mới nhất của Moscow một tên lửa đã nhằm vào thành phố Kharkov, cách Sumy khoảng 160 km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Tại khu vực Belgorod của Nga, cách Kharkov khoảng 100 km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đánh chặn 13 tên lửa của Ukraine. Thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Người dân ở cả hai phía biên giới Ukraine và Nga đã được yêu cầu sơ tán. Các nhà chức trách ở thành phố Sumy của Ukraine vừa qua cho biết đã có 30 trường hợp pháo kích một người đã thiệt mạng tại làng Velika Pisarivka. Tâm điểm của cuộc sơ tán diễn ra vào tuần trước. Các quan chức địa phương Ukraine cho biết khoảng 200 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm gần Velika Pisarivka trong tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ người dân Belgorod. Ông nói trong một cuộc họp được truyền hình từ Điện Kremlin, có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm được. Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến nhà lãnh đạo nga bối rối vì Moscow có lợi thế về số lượng tên lửa, pháo binh, đạn dược và máy bay không người lái mà nước này có thể huy động. Đối với Ukraine, nước đang phải đối mặt với tình hình khó khăn dọc theo một số khu vực của tiền tuyến dài 1.000 km vì Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do viện trợ quân sự mới từ Mỹ chậm trễ. Các cuộc tấn công xuyên biên giới là một cách để nỗ lực làm chậm nhịp độ tấn công của nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa trong những tháng gần đây, trong khi Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraina kể từ khi xung đột nổ ra hơn 3 năm trước. Máy bay không người lái cũng là một lĩnh vực công nghệ quân sự mà Ukraina đã đạt được thành công. Ngày 20 tháng 3, truyền thông Ukraina và phương Tây đưa tin rằng máy bay không người lái do cơ quan tình báo quân sự GUR chỉ huy đã tấn công căn cứ không quân Enzo nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới hàng trăm km. Thông đốc vùng Saratov, nơi có căn cứ không quân trên tuyên bố các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần Enzo. Căn cứ này là trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga và nằm gần thành phố Saratov, cách Moscow khoảng 725 km về phía đông nam. Ba nhân viên hàng không Nga thiệt mạng vào tháng 12 năm 2022 khi một máy bay không người lái được cho là của Ukraine bị bắn hạ tại căn cứ Saratov. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cũng xác nhận rằng GUR đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Saratov vào ngày 20 tháng 3, trong bối cảnh có thêm dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Nga đang đạt được những tác động bất đối xứng hạn chế đối với tài sản quân sự và kinh tế của Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có 11 máy bay Nga có mặt tại căn cứ không quân Enzo vào ngày 19 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng nước này đã phá hủy bốn máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời vùng Saratov và thống đốc tỉnh Saratov Roman Busagin thông báo rằng các cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Video do Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 127 Ukraine công bố ngày 16 tháng 3 cho thấy các binh sĩ nâng nòng pháo trên xe tăng M55S để khai hỏa kiểu cầu vồng về phía vị trí của lực lượng Nga. Lữ đoàn 127 đang phòng thủ tại khu vực giữa làng Stepovo và Prizutnoye ở tỉnh miền nam Zaporizhia. Đây không phải nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến tuyến dài 1.000 km, song cũng không phải là nơi yên nắng nhất. Lực lượng Nga mở kế hoạch tiến công trong khu vực vào tháng 1 và tiến được khoảng 1,6 km trong những tháng qua. Hình ảnh này cho thấy Ukraine đang tận dụng xe tăng M55S thành các bệ pháo di động để công kích vị trí Nga. Thay vì triển khai chúng trong các mũi tiến công đột kích, Ukraine nhận 28 xe tăng M55S từ Slovenia vào tháng 9 năm 2022. Nhưng mẫu xe tăng này liên tục bị các đơn vị hát hủi và chuyển dần ra tuyến sau nhường chỗ cho các mẫu xe tăng hiện đại hơn của phương Tây. Lý do khiến M55S không được trọng dụng là lớp giáp của chúng quá mỏng, khó đối phó với các loại hỏa lực hiện nay trên chiến trường. Dù pháo chính của xe tăng đời cũ không đáp ứng được cường độ khai hỏa như pháo thông thường, khả năng cơ động và lớp giáp phần nào tốt hơn giúp phương tiện chiến đấu này trở nên hữu ích tại các khu vực không có pháo binh. Trước đó, Mỹ và các nước châu Âu đã hỗ trợ Ukraine chống lại Nga và gửi nhiều thiết bị quân sự cho Kyiv. Trên thực tế, những lô vũ khí phương Tây chuyển cho Kyiv không phải là những hệ thống tốt nhất để sử dụng trong một cuộc xung đột. Một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra giữa các thành viên NATO, một bên dẫn đầu là Mỹ và Anh cùng các nước Đông Âu, yêu cầu NATO cung cấp cho Ukraine loại xe tăng chiến đấu chủ lực MBT tiên tiến nhất trong kho vũ khí của phương Tây, Leopard 2 do Đức chế tạo. Các nước thành viên NATO mới chỉ cung cấp cho Ukraine chủ yếu các vũ khí cũ mà họ cố coi là những hệ thống có thể thay đổi tình hình. Ba Lan và một số quốc gia châu Âu khác đã chuyển hầu hết xe tăng thời Liên Xô của họ, chẳng hạn như T-72 và PT-91 cũ cho Ukraine không nằm ngoài dự đoán. Những vũ khí cũ từ thời Liên Xô mà các nước NATO bàn giao cho Ukraine không tạo ra nhiều khác biệt đối với cục diện xung đột. Anh đã gửi 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Tất cả đều là xe tăng chuẩn bị loại biên. Chúng chỉ được tân trang lại trước khi gửi tới Kiev. Mỹ cũng cam kết chuyển cho Ukraine khoảng 30 xe tăng Abrams, nhưng cũng tương tự như Pháp và Anh. Mỹ gửi cho Ukraine những chiếc Abrams đời đầu đã lỗi thời, thậm chí còn bị gỡ bỏ một số công nghệ bảo vệ. Trên thực tế, nhiều trường hợp là do lực lượng Ukraine bảo dưỡng không đúng cách, dẫn đến các vấn đề kỹ thuật khiến xe tăng không thể hoạt động. Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Brandon Wachet cho rằng viện trợ của NATO chưa thực sự hữu ích với Ukraine. Cuộc xung đột đang diễn ra theo chiều hướng không có lợi cho Kiev. Các hệ thống mà họ được cung cấp đều quá cũ và quá ít về số lượng để tạo nên sự khác biệt. Bên cạnh đó, theo Defense Express, ngày 20 tháng 3, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một xe tăng của Nga trên tiền tuyến đợt tập kích do các thành viên của lữ đoàn cơ giới số 60 và 63 phối hợp thực hiện, thời gian và địa điểm cụ thể không được tiết lộ. Blogger quân sự Ukraine Sergei Stanenko tiết lộ, UAV xuất hiện trong đoạn video được trang bị công nghệ nhắm mục tiêu tự động và đã vượt qua được hệ thống tác chiến điện tử của Nga trước khi tiếp cận mục tiêu. Sau đòn tấn công chính xác của Ukraine, xe tăng của Nga đã phát nổ và bốc cháy, mất đi khả năng chiến đấu. Theo Defense Express, một UAV trang bị công nghệ nhắm tự động có giá cao gấp đôi UAV cảm tử thông thường nhưng đây là một công nghệ cần thiết theo tình hình thực tế. Để tập kích thành công một phương tiện được các hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ, quân đội Ukraine cần 3 đến 4 UAV thông thường và phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của người điều khiển. Nhưng với công nghệ nhắm tự động, mọi vấn đề này đều được giải quyết, trong khi chi phí tính trên quy mô lớn cũng giảm đi đáng kể.